năm mình chân ba trưởng và cùng quý về như phần bồ tát dạy cái nó áp dụng phương ba sám hối đi thì dính được ba trưởng thì sâu chánh quan và đỡ ác nghiệp cho để nó tạo và một ngàn năm lâu điều cho nó đỡ ca vì lý do đó để được chúa con hôm nay vận dụng tâm chỉ vương phần sám hối. September 15th, 2014, Da Lat, Vietnam. That was just a Buddhist monk doing his thing. Back in another beautiful monastery.